Ngày 24 tháng 10, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại Brazil khi các băng nhóm tội phạm đã đốt ít nhất 35 xe buýt tại thành phố Rio de Janeiro sau khi cảnh sát tiêu diệt một trong các thủ lĩnh của họ. Hiện tại thì nguyên nhân của vụ việc cũng đang được tích cực điều tra. Reuters cho biết các vụ phóng hỏa chủ yếu diễn ra ở phía tây thành phố Rio de Janeiro thuộc bang cùng tên của Brazil, nơi các băng nhóm tội phạm đối địch đang tranh giành quyền kiểm soát địa bàn. Theo cảnh sát, sự việc xảy ra sau khi cảnh sát tiến hành chiến dịch giết chết cháu trai của lãnh đạo nhóm dân quân lớn nhất bang. Lực lượng được cho là dân quân ở Rio thường bao gồm các cảnh sát đang hoặc từng làm trong ngành đã trở thành một trong những mối đe dọa an ninh lớn nhất khu vực. Thống đốc bang Rio de Janeiro, Claudio Castro cho biết chiến dịch của cảnh sát đã giáng một đòn nặng vào lực lượng dân quân. Theo vị quan chức, người bị cảnh sát tiêu diệt có bí danh là Faustão, là một thủ lĩnh nổi tiếng.